Hello, xin chào cả nhà. Video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 8 cái núm xoay điều chỉnh cái thông số chính. Gần như là toàn bộ cái cài đặt của sáo, cài đặt chính của sáo thì mình có thể cài đặt thông qua cái 8 cái núm xoay này. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhé. Ở cái vị trí dưới cái núm thổi và trên cái màn hình ấy, nó sẽ có một cái hộc này có thể mở ra. Và khi mà mình mở ra, nó sẽ có 8 cái núm xoay để có thể điều chỉnh thông số ở đây. Với 8 cái núm xoay này, mình có thể cài đặt được gần như là toàn bộ những cái thông số từ cảm biến đến những cái hiệu âm thanh, cũng như là có thể tăng giảm tông, điều chỉnh coma được ở trên này. Đối với mỗi cái núm xoay này, nó sẽ có hai cái thông số có thể điều chỉnh được, một là thông số chính và hai là thông số phụ. Để mà chỉnh được cái thông số chính ấy, mình chỉ cần xoay cái núm xoay này như bình thường thôi. Và để mà điều chỉnh được thông số phụ ấy, thì mình sẽ giữ cái nút chan chuyển tông ấy, giữ cái nút chuyển tông và xoay cái núm này để điều chỉnh được cái thông số phụ. Trong 8 cái núm xoay này thì 7 cái núm sẽ có chức năng phụ và có một cái núm xoay duy nhất, đấy là cái núm file ở đây, chỉ có chức năng chính thôi và không có chức năng phụ. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn hết tất cả từng núm một, xem là nó có cái chức năng gì, cũng như là cái thông số chính, thông số phụ của nó ra làm sao nhé. Cái núm xoay đầu tiên ở bên trên cùng bên tay trái, đấy là núm filter. Đây chính là cái bộ lọc. Thì cái chức năng chính của cái bộ lọc này ấy, đấy là điều chỉnh được cái tần số cắt ợp của cái bộ lọc âm thanh. Thì mình muốn điều chỉnh cái tần số cắt ợp này thì mình chỉ cần xoay cái núm này là xong. Và cái thông số phụ của nó chính là cái điều chỉnh cái cộng hưởng của cái bộ lọc đó. Thì mình giữ nút chan và xoay cái núm này để thay đổi cái độ cộng hưởng đó. Tiếp theo nữa đến cái núm xoay số 2, đấy là cái núm xoay trên cùng bên tay phải. Đây là cái núm xoay bridge liên quan đến cái cảm biến hơi. Thì cái núm xoay này rất là quan trọng. Thì cái thông số chính của nó ấy, nó sẽ điều chỉnh được cái độ nhạy của cái cảm biến hơi. Để mà cây sáo thổi nhẹ hơn ấy, thì mình tăng cái độ nhạy của cái cảm biến lên cao. Thì nó sẽ cây sáo nó sẽ thổi nhẹ hơn, bằng cách là mình xoay cái núm xoay lên đến khoảng 6667 là bắt đầu nó sẽ tạo ra một cái tiếng ù, bởi vì là cái cảm biến ở đây nó đang đặt ở cái chế độ rất là nhẹ, cho nên là khi mà không có cái luồng hơi vào thì nó vẫn ù ù như vậy. Thì mình nên để từ cái vị trí nó bị ù ù như vậy này, mình nên là giảm xuống khoảng tầm 4 đến 5 đơn vị thì cái sáo của mình nó sẽ thổi rất là nhẹ. Nhưng mà ngược lại thì khi mà cây sáo thổi nhẹ thì cái độ rung hơi của sáo nó sẽ không được sâu. Cho nên là khi mà các bạn mà chơi lâu ấy, thì nên giảm dần cái số này xuống, để cho cái độ rung hơi cũng như là cách mình điều tiết hơi được một cách chuẩn xác nhất. Và tiếp theo số 2 đấy là cái thông số phụ của cái cảm biến hơi này. Đó chính là cái điều chỉnh cái gain, chính là cái mức độ âm lượng của cảm biến. Cái núm xoay số 3 đấy chính là cái núm bay dòng số 2 ở bên tay trái này. Thì đây chính là cái để cài đặt cảm biến cắn. Thì cái thông số chính của cái cảm biến cắn này thì mình sẽ điều chỉnh được cái độ nhạy của cảm biến cắn, bằng cách là mình xoay trực tiếp nó có thể thay đổi được cái độ nhạy đó. Và cái thông số phụ mình bấm giữ cái nút chan và xoay cái nút bay này thì nó sẽ điều chỉnh được cái độ trễ của cảm biến cắn. Cái núm xoay số 4 mình muốn giới thiệu cho các bạn chính là cái núm semi dòng số 2 bên tay phải. Thì đây chính là cái núm để mình có thể chuyển tông được các bạn. Thì ví dụ như là khi mà mình không chuyển tông ở cái vị trí bên dưới này này, thì mình có thể chuyển tông được trực tiếp thông qua cái núm xoay bên trên này. Thì mặc định 00 nó sẽ là tông đô. Mình muốn tăng lên nửa cung thì mình tăng lên một số. Tăng lên một cung thì là tăng lên hai số. Và mình muốn giảm thì cũng tương tự. Ví dụ giảm nửa cung thì sẽ về tông si, giảm hai cung sẽ về si giáng, giảm ba sẽ về tông la. Thì sẽ có hai cái cách để mình có thể chuyển tông, một là bằng cái phím này và thứ hai là bằng cái nút chan mình đã giới thiệu ở video trước. Với cái thông số phụ của cái nút semi này thì mình có thể điều chỉnh được cái độ trễ của cái âm dai đó. Cái núm xoay số 5 mình muốn giới thiệu cho các bạn, đấy là ở hàng số 3 bên tay trái, là cái núm file này. Thì núm file này nó sẽ không có thông số phụ. Và thông số chính của nó thì nó để điều chỉnh được cái giống như là tăng giảm coma ấy. Mình muốn thổi sáo hơi cao hay hơi non một xíu thì mình sẽ xoay ở cái núm này.
Cái núm số 6 chính là núm dòng số 3 bên tay phải đây. Nó là điều chỉnh thông số reverb. Thì cái thông số chính của nó chính là cái tiếng vang đấy. Thông số phụ thì nó sẽ điều chỉnh được cái sai phòng để tạo ra cái tiếng vang đó. Đấy, nếu mình muốn sai phòng nó lớn một xíu để tạo ra tiếng vang nó hay thì mình có thể đẩy cái số này lên cao, và phòng nhỏ thì mình có thể đẩy cái số này xuống thấp. Cái núm xoay tiếp theo đấy chính là cái núm chorus. Mình có thể xoay trực tiếp hoặc là cái chức năng phụ của cái núm này nó sẽ điều chỉnh được cái chiều sâu của cái hiệu ứng đó. Và cái phím cuối cùng đấy là cái LFO này, thì nó sẽ điều chỉnh được cái bộ dao động tần số. Thì nếu mà các bạn muốn tạo ra những cái luồng hơi rung tự động ấy, thì mình có thể thay đổi cái núm xoay này. Và cái thông số phụ của nó thì sẽ điều chỉnh được cái sóng LFO đó. Thì mình cái thông số phụ nó sẽ điều chỉnh được cái biên độ của sóng, có nghĩa là cái độ sâu khi mà mình rung ấy. Còn cái thông số chính thì nó sẽ điều chỉnh được cái biên độ của cái luồng hơi rung đó. Mình sẽ đẩy cái luồng hơi rung đấy lên cho các bạn xem nhé. Maximum của nó là, ở đây là nó ghi 2.7 này. Và mình sẽ giảm nó xuống thì nó sẽ rung với tần số ít hơn. Nếu mình muốn rung chậm thôi thì mình sẽ giảm con số này lại. Và cái biên độ rung của nó thì mình sẽ điều chỉnh ở cái thông số phụ này nhé. Đó, thì mình muốn rung như thế nào thì mình có thể điều chỉnh ở đây. Cái video này thì mình làm nhanh để cho các bạn biết được cái chức năng của nó thôi. Ok, video này mình dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn.